bay luôn hả? Để em đỡ cho. Đỡ đỡ. Đấy, từ từ. Chả phao cho người ta nha. Chắc không. Vinh. Rồi tạm biệt quý vị nha, tạm biệt. Sao bỏ máy con lại vậy? Vậy? Đậu gì mình đâu không anh? Ủa? Dạ. Giờ làm xong rồi. Chưa đâu. Không có kêu quắc quắc quắc. Bỏ ngay luôn à. Để rổ lại đi, để rổ lại rồi bác mày gọi chuyện ghe đi tiếp nữa. Dạ. Đi còn nữa. Rồi tạm biệt quý vị nha. Đúng chị ơi. Cái chân nhỏ chả. Đó đó. Chị biết là biết cái giỏ. Không đi. Sao ngày nào. Bye bye bảo trọng nha. Dạ vâng, bye bye. Thầy muốn con đi chiếc nào Thí? Đây thấy cái này thấp thì chỉ dễ được. Nhưng mà nó không có chỗ ngồi, bây giờ vợ cả hết thầy nha. Bây giờ mấy anh mấy chị ơi, chở lên, chở tay lên đi luôn. Tại nghe em gì cứ nói chìm chìm gì sợ không có không có đi gì hết nghe em gì đó nói rồi xem nào vậy đó thấy bất có vậy thôi em đi lên đây đi lên đây có thầy lên lên bật áo phao nha, bật áo phao vô đỡ 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 lên lên rồi bật áo phao nha đâu mày cứ mày chết luôn đúng bút bò bút bò bút kia đi kia để ra rồi đi vô. A Di Đà Phật, cho em đi qua lấy cái cảnh quay phía bên trên cho chùa cái. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Di Đà Phật, Nam Mô A 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 Di Đà Phật, chích cá bên đường kìa. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, đại bi quan thế âm bồ tát, Nam mô A Di Đà Phật, con lấy cái đổ con lùa ra cho. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đội chích cá đã đến, 1 ghe, 2 ghe, 3 ghe, 4 ghe, 5 ghe, wow. Chích cá đang hoạt động tại Cù Lao Dừa Vĩnh Ký nha các bạn. Rồi bây giờ đã đi phóng thanh cá hôm nay cùng với đoàn thầy Vinh xong. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã tham dự chương trình. A Di Đà Phật, chào thầy Vinh. Sao rồi, trời mát mẻ luôn. Đây khúc sông này là đã bị vớt cá giống như là thành thông loại rồi. Thấy không? Thò dọt xuống một cái là dính cá, thò xuống một cái là dính cá. Vớt rất là nhanh luôn. Cây một cây chích điện, một cây vớt cá. Vớt cực kỳ lẹ luôn. Đó. Thấy người ta quay phim là ảnh chuyển qua chế độ chèo ghe liền. Ảnh không vớt nữa. Tạm biệt. A Di Đà Phật. Chào mọi người, chào Bồ Tát nha. Dạ, A Di Đà Phật. Sao xuống không xuống vậy? Đang đi xe sóng xe kìa, hay đứng hết.